Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhà đầu tư châu Âu báo động sẽ rời khỏi Việt Nam vì giãn cách kéo dài. Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư từ châu Âu đến Việt Nam đang xem xét chuyển các dự án sang nơi khác nếu các hạn chế về chống dịch COVID-19 của đất nước cứ tiếp tục dây dưa kéo dài và không chấm dứt. Theo hãng tin quốc tế Reuters dẫn lời, ông Abhay Kani, chủ tịch của hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố sau cuộc gặp lãnh đạo của Việt Nam như sau: những gì các thành viên của chúng tôi cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng cho các biện pháp hiện tại này, một lộ trình giải quyết các rào cản đối với hoạt động thương mại của họ và cung cấp cho họ một con đường có thể dự đoán được để lên kế hoạch mở lại hoạt động kinh doanh. Đây là hình ảnh chủ tịch Eurocharm Việt Nam phát biểu trong cuộc gặp trực tuyến với ông thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày 9 tháng 9 năm 2021. Trong cuộc gặp trực tuyến kéo dài 4 giờ đồng hồ giữa lãnh đạo Eurocharm và các đại sứ Liên minh châu Âu và Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam, cùng với các lãnh đạo địa phương vào hôm 9 tháng 9, ông Kennedy nói rằng, nếu các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư mới có thể gặp rủi ro và các công ty có thể xem xét việc di chuyển tới các nơi khác trong khu vực. Đáp lại, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng, đây chỉ là khó khăn nhất thời và trấn an rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp châu Âu đầu tư kinh doanh thuận lợi. Còn ông Evin, tổng thư ký của Eurocharm, giám đốc tài chính công ty PFS Việt Nam, được trang Việt Nam Express dẫn lời khi nêu ý kiến nghị trong cuộc họp với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, đề nghị chính phủ sửa cho mô hình 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến đang khiến hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn. Lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho rằng việc chính quyền yêu cầu tổ chức ăn ở ngủ tại chỗ khiến họ mất thêm rất nhiều chi phí và xem đó là gánh nặng lớn. Có tới 18% số doanh nghiệp được hỏi trong cuộc khảo sát tháng 9 của Eurocharm cho biết họ đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang các nước khác và 16% đang cân nhắc các lựa chọn của họ. Đây là kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh BIC trong thời gian phong tỏa, giãn cách xã hội được Eurocharm Việt Nam tiến hành với 2.000 doanh nghiệp thành viên, trong đó chỉ số BCI đạt 15,2 điểm, mức thấp nhất trong 10 năm vừa qua. Kết quả khảo sát này được công bố cùng lúc diễn ra trong cuộc gặp giữa Eurocharm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Kennedy nói, đây chủ yếu là chuyển các đơn đặt hàng và là các quyết định tạm thời của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu việc giãn cách xã hội vẫn tiếp tục kéo dài tại các địa phương thêm 2-3 tháng nữa hoặc lâu hơn, cùng với thiếu vaccine tiêm phòng cho người lao động, chuỗi cung ứng đứt đoạn và dịch bệnh không được kiểm soát v.v., việc có doanh nghiệp nước ngoài rời đi là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là hình ảnh 3 tại chỗ, nghĩa là sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp không thể đáp ứng điều kiện 3 tại chỗ. Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có kết quả kinh doanh không tốt 3 tháng qua. Trong đó 29% nói rất tệ do giãn cách kéo dài. Theo kết quả khảo sát của BCI do Eurocharm công bố như vậy. Từ trước đến nay, các ngành sản xuất, đặc biệt là điện tử, hàng may mặc và giày dép cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam và là nguồn cung cấp hàng triệu việc làm. Các doanh nghiệp châu Âu kêu gọi các nhà chức trách đẩy nhanh việc tiêm phòng, đảm bảo hàng hóa lưu thông tự do, dễ dàng di chuyển cho người lao động và xúc tiến các quy trình để các nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp đã được tiêm chủng được phép vào nước này. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Á, mới chỉ có 4,3%, tức là tương đương với bên châu Phi mà thôi. Tổng số 98 triệu người dân được tiêm chủng thì con số được tiêm rất ít, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Về chính sách nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, các doanh nghiệp cũng cho rằng hiện giấy phép lao động của chuyên gia nước ngoài theo Nghị định 152 đang gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cũng đề nghị chính phủ có chính sách cởi mở hơn với chuyên gia nước ngoài đã tiêm đủ 2 liều vaccine khi vào nhập cảnh vào Việt Nam. Trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Kennedy nói rằng, một trong những vấn đề cấp bách nhất bây giờ là cần có hộ chiếu vaccine điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do cho những người được tiêm chủng trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng cố gắng đàm phán mua vaccine để đem về Việt Nam,
nhưng thực sự là khó khi các hãng chỉ bán qua chính phủ, doanh nghiệp tư nhân không thể mua được. Ông nói trong bài phát biểu được trang Eurotrump đăng tải rằng nên có một quy trình nhanh chóng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia và gia đình của họ trở về. Các thủ tục hiện nay vừa tốn thời gian vừa nặng nề, nó cũng cho thấy một rào cản đáng kể đối với các hoạt động thương mại và đầu tư, vốn sẽ rất cần thiết cho việc lấy lại đà tăng trưởng của kinh tế sau đại dịch. Đây là hình ảnh một resort tại Mũi Né đang đóng cửa. Hiện nay, hàng trăm doanh nghiệp du lịch của Bình Thuận cũng đang đứng trên bờ vực phá sản. Theo các nhà đầu tư du lịch, resort được đầu tư càng lớn thì thiệt hại càng nhiều. Đài VTV của nhà nước Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Đồng thời cho biết rằng đang chỉ đạo xây dựng lộ trình thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi điều kiện. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đang kiệt sức và cạn tiền. Đại hòa này còn đáng sợ hơn và đang sầm sập kéo tới. Báo chí Việt Nam vào hôm 8 tháng 9 đưa số liệu thống kê khủng khiếp như sau. Trong hơn 21.000 doanh nghiệp được khảo sát, đã có gần 70% đóng cửa do chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Số này đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Hơn 21% doanh nghiệp buộc phải đóng cửa do không đáp ứng các yêu cầu về phòng dịch. Dòng tiền được ví là máu của doanh nghiệp, nhưng kết quả khảo sát cho thấy phần lớn đang thiếu máu. 40% đơn vị tạm dừng kinh doanh, chỉ điều tiền duy trì hoạt động dưới một tháng. Tỷ lệ này cao gấp 2,5 lần so với doanh nghiệp đang cố duy trì hoạt động. Hộ kinh doanh là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, với 45% cho biết có dòng tiền duy trì dưới một tháng. Tỷ lệ này ở các công ty cổ phần là 39,5%, doanh nghiệp nhà nước 30%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23,5%. Tháng 9 là thời điểm có tính chất quyết định để cứu nguy cho số doanh nghiệp này. Đây là hình ảnh test virus corona trong doanh nghiệp tại Bình Dương. Mỗi địa phương hãy là một pháo đài chống dịch thôi. Đừng chĩa nòng pháo vào doanh nghiệp sản xuất, nhưng tôi cảm giác như lãnh đạo tỉnh thà bị kiểm điểm vì sản xuất đình trệ còn hơn là phải chịu trách nhiệm nếu dịch tại địa phương bùng lên. Nên nhiều khi pháo đài đã chĩa thẳng vào các doanh nghiệp. Một chuyên gia kinh tế từng nhiều năm làm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, rất có kinh nghiệm về chuỗi sản xuất làm ăn với nhiều đối tác trong và ngoài nước, đã thốt lên như vậy vào hôm 11 tháng 9 khi tờ báo Thanh Niên hỏi về việc làm sao để duy trì sản xuất trong bối cảnh hiện nay. Và nhiều đơn hàng đã bị thu hồi. Ông nói, quả thật tôi không hiểu vì sao chính phủ chỉ đạo rất nhiều không để đứt gãy sản xuất, lưu thông, mà đợt dịch nào cũng có vài địa phương bị các bộ ngành nêu đích danh ngăn sông cấm chợ. Hình như các lãnh đạo địa phương loay hoay không biết phải làm sao, nhưng có lẽ cũng có nhiều lãnh đạo phân vân lựa chọn giữa trách nhiệm trong phòng chống dịch và trách nhiệm trong duy trì sản xuất. Có lẽ chỉ còn cái lý giải như vậy may ra mới hợp lý. Đó cũng là tâm trạng mà ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam chia sẻ vào cuối tuần vừa rồi. Giọng ông Giang thấy rõ sự mệt mỏi, chứ không còn quyết liệt, bức xúc khi nói về các vướng mắc của doanh nghiệp như cách đây một tháng nữa. Ông nói, lý do là đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng không còn là nguy cơ nữa, mà đã là sự thật. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may ở phía Nam đã dừng sản xuất. Câu chuyện một hãng thời trang lớn có nhà máy ở miền Nam không kịp giao áo đấu cho câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên thế giới là hoàn toàn có thật. Các hãng hàng lớn bắt đầu rút đơn hàng và trong số đó có không ít là để chuyển cho ông hàng xóm vì họ đã gần như phục hồi sản xuất, ông Giang nói. Đây là hình ảnh việc xét giấy phép đi lại đang gây nhiều bức xúc ở Hà Nội. Hôm 12 tháng 9 có 221 doanh nghiệp vận tải đã bị từ chối cấp giấy phép đi đường, theo báo Giao thông chia sẻ. Ông Giang kể, nếu như cách đây vài ba năm về trước, ngành dệt may Việt Nam chỉ tham gia gia công đoạn cuối trong chuỗi sản xuất toàn cầu của ngành may mặc là gia công phần sản phẩm rồi bàn giao cho nhãn hàng. Giờ đây mọi việc đã thay đổi rất nhiều. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư rất nhiều vào khâu thiết kế, sáng tạo để cùng chào mẫu cho nhãn hàng. Nhờ đó, khi được nhãn hàng chọn mẫu và giao lại để sản xuất thì giá trị thu về trong chuỗi được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, điều đó có đồng nghĩa với rủi ro, khó khăn nhiều hơn nếu chỉ làm gia công, nhất là trong tình hình hiện nay bởi vì tính thời vụ rất ngắn. Ví dụ bây giờ đáng ra phải sản xuất để kịp giao hàng theo mô đơ thu đông, nhưng tình hình này thì không còn kịp. Mà không kịp thì lỗi mô đơ, thì đóng nguyên liệu đã nhập về nguy cơ bị bỏ
chứ chưa chắc phù hợp với sản xuất cho mùa xuân hay mùa hè sang năm. Ông Giang đã phân tích như vậy và nói thêm, đó là lý do khiến nhiều doanh nghiệp bị đối tác hủy đơn hàng để nhãn hàng chuyển sang cho đối thủ khác. Ông nói tiếp, sản phẩm từ khâu thiết kế không ra được xưởng thêu, không xuống được nhà máy. Rất nhiều doanh nghiệp ở Long An, Tiền Giang có người lao động, nhất là lao động ở khâu sáng tạo, quản lý là người Thành phố Hồ Chí Minh, mà việc đi lại giữa các pháo đài giờ rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp sau một thời gian dài thực hiện ba tại chỗ đã phải dừng hẳn, không chỉ là chuyện vì chi phí cao mà vì thiếu lao động. Một dây chuyền 40 đến 50 người giờ chỉ còn 25 đến 30 người thì làm sao chạy được? Cho nên hiện nay chỉ còn các doanh nghiệp phía Bắc mới hoạt động được thôi, ông Giang than thở. Các khách hàng đã không còn tin tưởng vào sự an toàn của thị trường Việt Nam nữa. Họ đã thông báo cho chúng tôi là nếu đến ngày 20 tháng 9 năm 2021, công ty không mở cửa trở lại thì họ đành phải chuyển đơn hàng sang thị trường khác. Và như vậy, doanh nghiệp sẽ mất luôn khách hàng, không còn đơn hàng để sản xuất cho mùa cuối năm 2021 và năm 2022. Lãnh đạo các doanh nghiệp dệt may chua xót cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 với bản tin Nhà đầu tư châu Âu thông báo sẽ rời khỏi Việt Nam vì giãn cách kéo dài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.